có nhà không chị ba? Có anh Bảy ơi, vô nhà ngồi chơi anh. Bữa nay anh qua kiếm tôi có chuyện gì không? Bữa nay tôi qua tôi bàn với chị cứ hỏi coi hai đứa nhỏ, chị tính sao? Tôi cũng nói anh luôn, từ đây trở về sao? Anh đừng qua đây hỏi cướp con tôi nữa. Ủa, hôm bữa chị có hứa mà, có gì mình bàn bạc lại, chị nói vậy đâu có được. Bây giờ không có bàn gì hết trơn á, anh đi về đi. Thôi được, khỏi bàn thì khỏi bàn. Bây giờ anh biết làm sao mà tôi không gả con gái của tôi cho nó rồi đó. Phước, con chạy mua cho cha 40 gạch coi. Nha, đưa tiền cho con mua gạch. Nè, 40 nè, mua 4 miếng nha, mua y gan miếng này nha. Ok. Dạ, con mua gì rồi nè, còn dư 30. Ủa, tao kêu mà mua 4 miếng, 40 ngàn, mà sao dư 30? Không biết nữa, con mua có 10 ngàn hả, mà được 10 miếng. Đâu? Đó. Ai hốt đi mà. Ủa, ở đâu con có mấy cục này vậy? Hồi nãy có cái chú kia ăn mặc đẹp lắm, thấy con tội nghiệp quá, cho con mấy cục này chơi nè. Con có bán không? Ông ơi, ông có bao nhiêu tiền cho nó đi, để một hồi nó đổi ý đó. Con, chú cho con 1 triệu, con cho chú mấy cục này được không? Được. Nè chú. Hả? Chiến nhà mình giàu to rồi bà ơi. Ừ. Ai hốt đi mà. Nè, hồi nãy ai gọi ông cha á, nói á, anh yêu qua phòng em gấp, em muốn có con. What? Cái này ông nói với tao rồi. Kìa, ông về kìa. Rồi, rồi. Ông đi đâu kìa? Tôi đi đâu rồi? Ông đi vô đây với tôi. Để coi, ông còn đi được nữa không? Ai hút đi mà. Tôi không biết nữa, tự nhiên tắt máy à. Ừ. Kìa, ở trong có tiệm sửa xe kìa, ông dẫn vô nó sửa đi. Ê. Hả? Ủa, bộ cô chú tính dẫn vô đó sửa hả? Đúng rồi, xe hư thì dẫn vô đó sửa, chứ sửa ở đâu bây giờ? Con quen cái thằng đó, nó ăn ghẻ lắm, để con dẫn vô sửa giùm cho. Vậy con dẫn vô sửa giùm cô đi. A few moments later. Rồi nè, cô chú leo lên thử, coi chạy được chưa? Ủa, sao đè không được mày? Kỳ vậy? Con nhớ hồi nãy con vô rồi mà. Mày vô cái gì? Vô sữa. Tắt đèn kìa. Tắt đèn kìa. Như vậy được chưa?
Dũng ba, Dũng có tiền không? Cho con mượn 20 triệu coi, chút xíu con trả. Có, đợi tao chút xíu. Hả? A few moments later. Nè, tiền hả mày? Chút xíu trả nha. Ok. Ê, ký mày. Ủa, mượn tiền cũng phải ký hả? Đúng rồi, ký lẹ mày. Ai ố đi mà. Có trống bay lên cái trống bị sánh không con? Có mà hai mắt nha. Bao nhiêu mắt? 100,000. Lắm mày. Đưa tiền đây. Ngồi đi, đợi chút xíu đi. Hả? Tới rồi đó. Ủa, ngồi vậy là tới luôn hả? Đúng rồi. Mà chiếc xe của ai? Ai biết đâu? Ai hút đi mà. Trời ơi, lắm chơi. Alo, alo, em nghe anh. Em coi ở thành phố có cái nguyên nhà lầu nào đẹp nhất, đặt cho anh một cái. Bữa nay mùa World Cup, anh xuống sát nguyên cái sổ đỏ luôn. Vậy nha. Ok anh. What the hell? Tôi nói ông rồi, ông đừng có chơi. Gỡ tôi về nhà đâu mà ở. Mà nghe lại tôi đi, nhà mới có nhà lầu cho bà. What? Ông nghe lại tôi đi. Không, anh chơi. Hồi nãy anh điện, đặt cái wheel nhà lầu ở thành phố đúng không? Đúng rồi. Em mời anh chị đi theo em, xem wheel rồi đặt cọc luôn. Hả? Ủa, cái wheel nhà lầu của tao đâu? Mà dẫn tao ra cây cầu làm gì? Ở đây là cái wheel đẹp nhất rồi. Anh cứ chơi đi. Chơi xong á, cái wheel này dành cho anh đó. Ai hút đi mà. Em, tới mùa World Cup rồi. Em còn cuốn sổ nào không? Cho anh một cuốn đi. Ở trong tủ á, ông vô ông lấy đi. Hả? A few moments later. Ê, hồi sáng ông xin cuốn sổ đem đi đâu mà chạy dữ vậy? Tôi đem đi cầm. Cuốn sổ tôi mua có 10,000, ông cầm được bao nhiêu? Đâu có, ông cha ông cầm cuốn sổ đỏ mà. Ê, bây giờ tôi đố hai mẹ con bà. 1 ký sắt, 2 ký gòn, cái nào nặng hơn? Chơi thì bỏ vô 1 xị. Hả? Trả lời đúng thì lấy 5 xị. Trả lời sai tôi lấy 1 xị. 1 ký sắt. Ngu. 2 ký gòn. 2 mẹ con sai bét. Tại sao sai? Tại vì 2 tờ giấy nó bằng nhau. Lụm tiền. Khoan, bây giờ tôi hỏi ông, 500,000 đó ở đâu ra? Ai hút đi mà. Mà chị đi nhậu hả? Đúng rồi, mà chắc không đi, không có tiền. Có 2 triệu nữa nè. What? Tiền đâu mà cho tôi nhiều dữ vậy? Trai vô đây cũng kể cho nghe. Chuyện là gì nè? Quốc ơi, con lấy cái rèm cửa đem ra cho mẹ giặt coi. Nè mẹ. Ủa, sao trong đây có tiền vậy ta? Chuyện là vậy đó cha. Đừng báo tôi nữa hả? Có biết gì đâu. Vô tình à.